đẩy đồng bào đến hành vi vi phạm pháp luật dã tâm của Y Quynh Brắc. Ngày 30 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 nghi can liên quan đến vụ khủng bố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 6. Trong số 6 đối tượng này có Y Quynh Brắc, kẻ cầm đầu nhóm phun rô lưu vong có tên Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, viết tắt là MSFG, hoạt động tại Thái Lan. Đây là đối tượng có lịch sử chống chính quyền đã từng bị đưa đi cải tạo. Nhưng Y Quynh Brắc vẫn không cảnh tỉnh mà ngày càng lún sâu vào sai lầm. Tổ chức Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý được thành lập năm 2019 bởi các đối tượng phản động Efik Hrdok sống tại Mỹ, Y Quynh Brắc sống tại Thái Lan. Chúng lấy danh nghĩa ôn hòa là đại diện nêu lên tiếng nói của người dân bản địa ở Tây Nguyên về quyền tự do tôn giáo, về chính sách dân tộc. Chúng tác động một số người đồng bào nhận thức còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn, lôi kéo theo chúng sẽ có cơm ăn, áo mặc sung sướng, không phải lo nghĩ, chỉ cần nghe theo, làm theo lời chúng là được. Chính vì thế đã có một nhóm người đồng bào bị dụ dỗ, trốn vượt biên ra nước ngoài, nhưng thực chất lại bị bỏ rơi, không có việc làm, phải sống trong các trại tị nạn, muốn trở về nước nhưng không có tiền. Kể từ khi xuất cảnh trái phép sang Thái Lan vào năm 2019, Y Quynh Brắc hoạt động chống phá ngày càng quyết liệt, là tay chân đắc lực trong một số tổ chức phản động của người Việt và phun rô lưu vong tại Hoa Kỳ. Ngoài việc lừa phỉnh, lôi kéo người vượt biên nhằm gây bất ổn về an ninh trật tự, an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng này thường xuyên đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị phục vụ cho ý đồ thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Đánh giá hành vi khủng bố của chúng là một hoạt động có tổ chức, có sự chuẩn bị lâu dài, mục đích nhằm chống chính quyền, âm mưu với ý đồ ly khai tự trị, chứ không phải là vì mục đích đơn thuần đòi quyền lợi về chính sách dân tộc, tôn giáo như chúng thường gõ kẻng đánh trống, vu cáo, xuyên tạc chính sách của nhà nước ta. Theo bản tin của kênh An ninh TV, kết quả lời khai của các đối tượng tham gia vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 cho thấy Y Quynh Brắc đã nhiều lần liên hệ hứa hẹn hỗ trợ về tiền bạc, mua vũ khí, chỉ đạo tập hợp lực lượng, phương án hành động cho các đối tượng trong nước, trong đó thường xuyên nhất là Hồ Nguyễn Nê Ban, Krông Phốc, qua ứng dụng Messenger. Do đó, ngày 11 tháng 8 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố. Ngày 14 tháng 8 năm 2023 ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Brắc, kẻ cầm đầu nhóm phun rô lưu vong có tên Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, MSFG. Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Y Quynh Brắc đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và giam tại nhà tù Reman ở Bangkok để chờ dẫn độ về Việt Nam. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế đang định đổi trắng thay đen, hòng chạy tội cho Y Quynh Brắc. Và bản thân Y Quynh Brắc cũng đang lươn lẹo, chối cãi, chưa thấy được tội lỗi của mình.